Rồi, ok, hello, xin kính chào toàn thể anh em. Thì lại tiếp tục là em đây. Thì hôm nay em lại lên cho tất cả mọi người một ít lửa đuôi dài nữa nhá. Một lửa hôm nay em có về thêm một vài em lửa đuôi dài và một vài em mà hôm qua vẫn còn mà em chưa quay kịp nữa. Đây mọi người. Những con đuôi cũng khá dài đây. Này. Đuôi dài đây, đuôi dài đây. Đấy, em này đuôi dài chưa mọi người? Con này đuôi dài tôm lụa chưa? Trời ơi, con này đuôi đẹp. Ý, con này phải nói là tuyệt vời luôn mọi người, đuôi khá dài này và lại còn tôm lụa chứ, con này bản nuôi rất là tôm lụa luôn mọi người. Đấy, nó nghe, nó ngóc đầu lên, nó nghe ngóng này. Ý, mọi người thấy không, bản nuôi của em nó con này thì quá đỉnh luôn. Đấy, và đây những em đuôi dài dưới này nữa đó. Đấy, đuôi dài này đó. Còn đây là có hai em lửa mái này. Lửa mái đuôi 11, 12 đổ lại thôi nhé mọi người nhé. Thì lửa mái thì có hai em đây. Thì cứ 11, 12 đổ lại thì em bán 150 mọi người. Hai em cũng xương tạch. Đây còn một em lửa đuôi ngắn đây. Lửa đuôi ngắn đấy. Có mỗi hôm nay là chắc được mỗi em này là đuôi dài, đuôi khá dài mọi người. Đuôi rất cong tôm nhá con này. Đó, dáng xẻ nhỏ đẹp luôn. Đuôi khá đẹp. Đó, ok mọi người nhé. Thì bây giờ em sẽ quay con nào trước đây. Coi đầu tiên làm cái con vào đầu video làm con đuôi dài này trước mọi người nhé. Em sẽ quay con đuôi dài này trước. Ok, em sẽ đánh mã số 1 con này mọi người. Để em bắt ra mọi người nhá. Em sẽ tạm dừng video clip một chút nhá. Ok mọi người, đây. Em mới bắt ra đây mọi người. Trời, bản đuôi của em nó này. Đây mọi người nhìn này. Con này thì khá là đẹp. Đuôi tôm lụa dài nữa, mềm nhá. Đây mọi người nhìn. Dáng rất bé nhá mọi người nhá. Con này dáng bé thôi chứ không phải dáng to. À, bộ nhỏ chứ không phải bộ to mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này. Đó. Rất là dài luôn nhá. Đấy. Bản đuôi của em nó dài cực kỳ luôn. Con này phải lên gần 21 rồi. Em nghĩ con này đuôi dài đấy. Đây mọi người. Bản đuôi của em nó đây. Đấy. Mọi người thấy không? Đuôi khá là tôm này. Ôi giời, nó cong cái đuôi lên. Cong quắp cái đuôi nó lên. Gần chim này. Đấy. Đây mọi người nha. Em phải cho nó xuống một tí này. Úi, cái đầu nó đầu xà cổ thắt chưa mọi người. Úi giời ơi, dáng nhỏ này. À, quay lại gần cho mọi người cùng xem này. Đấy, đẹp chưa? Trời, con này mà các bác mấy anh em mua con này về gột thì thôi rồi. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Chim đuôi khá dài đẹp nha. Đó. Này. Đấy. Ui giời con này. Đây ok, mắt móng mỏ tay chân. Đây con này, nhưng mà con này nó bị lỗi móng mọi người nha. Nó bị đây em quay cho mọi người. Đây. Móng này là bị gãy móng rồi mọi người. Gãy móng đây mọi người nhá. Đây, con này thì bị gãy móng biên. Đó, gây móng biên đây mọi người. Đó. Đó. Còn móng bên này thì ok hết nha mọi người. Móng bên này thì ok hết này. Đó. Móng ok hết nha. Này, đó. Ok hết nha. Còn móng bên này nó bị gãy một móng biên thôi. Đây mọi người. Gãy móng biên nhưng nó vẫn bám cầu ok mọi người nhá. Đó, con này. Đó, con này nó bị gãy một cái móng biên thôi. Đấy. Toàn con đuôi dài đẹp thì lại bị lỗi mọi người ạ. Đó. Đấy, mất cái móng biên là mất giá trị con chim mọi người, chứ không con này quá đẹp luôn á. Con này mà không lỗi móng thì con này giá của nó cao lắm mọi người. Con này đuôi nó dài, nó đẹp mà nó tôm lắm mọi người. Này, chim rất là bé nha mọi người nhá. Đây này, bản đuôi này. Cong chưa? Cong vắt luôn mọi người nhá. Đó. Mọi người thấy nó cong không? Này. Đó, rất cong nha. Rồi đây, để em đo nhá mọi người. Em đo con này cho mọi người cùng xem nhá. Con đầu tiên luôn của clip. Mã số 1. Đây mọi người nha, mình đo từ đây mọi người nha. Đó. Mọi người thấy chấm chấm phao câu chấm đen trên không? Đó. Bấm này. Đây mọi người ơi.
Ô trời ơi, đuôi này 20.4 à. Một đuôi 20.4 này. Một đuôi 20.5.5.6 mọi người nhá. Đó, một đuôi 20.4, một đuôi 20.6. Đó. Con này. Rồi, con này gần lên 21 luôn. Con này nếu mà chắc đo từ trong bình dầu thì phải 21 rồi. Em đo thử nha mọi người nhá. Bình dầu của nó. Đây này, bình dầu đây này mọi người này. Đấy. Đây mọi người. Dư 21 mọi người ơi, dư 21 luôn. Đó, thấy không? Có phải là dư 21 chưa? Đấy. Đó. Rồi. Ok, con này. Con này nó chỉ có mất lỗi một tí móng ở biên thôi. Đây mọi người nha. Con này nếu mà còn đầy đủ móng thì con này quá đẹp luôn. 20.4 và 20.6 nha. Con này phải nói là nó, nếu mà đo cái kia người ta bán 21 rồi. Con này em sẽ để giá cho mọi người là 1.4 triệu mọi người ơi. Con này 1.4 triệu nha. Con này bản đuôi rất là tôm lụa cong này mọi người. 1.4 triệu nha. Đuôi rất là dài luôn. So le có một xíu không đáng kể đây mọi người. So le một xíu này, nhìn nhìn thế này, quay thế này thì sẽ không thấy này mọi người nhá. Đây. Đó. Nó một xíu này thôi. Đuôi này, bản đuôi này. Đó. Mọi người. Nó hơi so le một xíu thôi nha mọi người. Đó. Không đáng kể. Đó, con này là 1.4 triệu mọi người nhá. Một em lửa mã số 1 đầu tiên luôn mọi người. 1.4 triệu nhá. Ok. Tiếp đến là em mã số 2 mọi người. Ok mọi người, đây. Đây là một em mã số 2 nha mọi người. Đây, mới bắt ra xong đây mọi người. Đó. Đây mọi người nhá. Bản đuôi của em nó đây mọi người. Đó. Đuôi đây. Đó. Đây, móng mỏ tay chân em nó đây mọi người. Đó, ok này. Đó. Bám bấu là ok mọi người nhá. Này, bám bấu ok này. Đó. Bám bấu ok nhá. Đó. Móng bên này nhá. Đấy. Ok nhá. Mắt móng mỏ đây mọi người. Chim hiện tại là chim rất bé nha mọi người. Đó. Con nào con đấy rất là bé luôn. Đây em đo cho mọi người cùng xem nhá, con này nhá. Đây mọi người, mình đo từ đây mọi người nhá. Đấy, mình đo từ đấy này, mình bấm giữ lên này. Đây mọi người. Con này đuôi 18 mấy đây này, mọi người. Hơn 18 này, 18. Một đuôi 18 mọi người nhá, và một đuôi 18 183. 183 mọi người, một đuôi 18 và một đuôi 183 này, đó. Đây. Nó có so le một xíu này mọi người, đó. Một đuôi 18 và đuôi 183. Rồi, con này. Con mã số 2 nhá mọi người. Mã số 2 em để cho mọi người là 400 mọi người nhá, mã số 2 400. Một em đuôi 18 và một em đuôi 183 400. Đây em thả vào đây nhá mọi người nhá. Thả vào đấy. Đấy ok. Đó. Đó, một em đuôi 18 và một em đuôi 183 ok nhá mọi người nhá. Rồi, tiếp đến là em này đi. Tiếp đến là em này đuôi vừa vừa này. Đó, mã số 2 nhá. Bây giờ là mã số 3 mọi người. Rồi ok mọi người, đây là một em mã số 3 này. Đây mọi người. Chim bản đuôi con này thì chắc đuôi ngắn rồi. Con này em cầm là thấy đuôi ngắn nha mọi người. Bản đuôi đều đẹp này. Con này đuôi đều đẹp này mọi người. Đó. Đuôi đây. Đó. Móng mỏ tay chân của em nó thì đây mọi người nhá. Đó. Ok nhá. Đó. Đó thấy không. Bám bấu là ok nhá mọi người nhá. Đó. Quắp xuống là ok này. Đó. Bên này thế nhá. Đó. Mắt móng mỏ tay chân. Đấy. Mỏ mỏng này. Đấy. Chim rất bé nha mọi người. À, con này có nhảy đây hơi bị chảy một xíu đây này. Đấy. Con này nhảy, giữ chim quá mà. Nó nhảy, nó lanh quá, nó nhảy đâu. Làm xước một tí. Đây để em đo mọi người nha. Đo con này nha. Đây nha mọi người nha. Mình đo từ đây mọi người nha. À, đo từ đây đo lên này. Đây mọi người ơi. Con này là 15 8 mọi người ơi. 15 8 nhá.
con này lên gần 16 rồi, 15-8 này. Đó, 15-8 thì con này em để giá 250 mọi người nhá. Chim 250 nhá. Đó. Chim này đặc biệt là toàn bộ đều là chim của giáp với Nam Cát Tiên hết mọi người nhá. Lửa này là giáp với Nam Cát Tiên, em thì ở Đắk Nông mọi người nhá. Và mọi người nên lưu ý giúp em là mua chim thì chuyển khoản em mới gửi chim mọi người nhá. À, em không có thu hộ qua nhà xe mọi người. Đó. Cho nên là mọi người thông cảm giúp em nhé. Cảm thấy nếu mà tin tưởng nhau thì giao dịch, còn không thì thôi nhé mọi người. Em là cứ chuyển khoản thì em mới gửi chi mọi người ạ. Đó. Được lòng trước mất lòng sau, mình cứ nói thẳng luôn như vậy. Đó. Thì anh em hoặc các bác nào mà cảm thấy tin tưởng em thì giao dịch với em, còn không tin tưởng thì thôi. Mình cứ tìm hiểu từ từ rồi hãy mua, nếu mà cảm thấy tin tưởng rồi thì để mua nhé. Đó. Ok. Con này là con mã số 3 mọi người nhé. Đuôi 15-8 này. Đó, con này rất nhanh luôn mọi người nhá, nhanh lắm, đây, đấy, đó, đẹp nhá, ok, con mã số 3 nhá, rồi tiếp tục em mã số 4, đây mã số 4 dưới đây mọi người, con này thì hôm qua em có quay dở dang mà nó bị mất tiếng, nói không ra được, thế bây giờ em phải quay lại mọi người nhá, con mã số 4 đây mọi người, rồi ok mọi người, đây, một em mã số 4 đây, con này hôm qua em tính quay dở rồi mà làm sao mà nó bị... mất tiếng quay em đo các thứ mà sao nó lại tự nhiên lại mất tiếng, nó không quay chỗ đoạn khúc đấy. Đó. Thế là em phải dừng bỏ cái chỗ đấy ra. Hôm nay em quay lại cho mọi người nhé. Đây con này. À, con này đẹp này. Đó, ok mọi người này, nhìn con này đẹp này. Đó, con này giá sẻ bé này. Chim bộ đuôi cũng có tôm tôm này mọi người nhá. Này, con này đuôi tôm 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 nhẹ nhẹ nhá mọi người. Con này đuôi tôm nhẹ nhẹ. Đó, móng mỏ tay chân của em nó thì đây mọi người nhá. Đó, báo đấu ok mọi người nhé. Đó, móng thì không bị đơ ngón nào đây. Nó quắp vào tay của em này. Đó, mọi người thấy không? Đấy, ok nhá. Đó, đây nhá mọi người nhá. Đấy, ok. Đây, em đo cho mọi người nhá. Con này đều là chim bộ sẻ nhỏ nhá mọi người. Chim rất là nhỏ nhá mọi người nhá. Đó, họng đen này. Bản đuôi đẹp này. Đều là bộ rất là nhỏ luôn. Nhỏ. Đó. Đẹp nha mọi người. Đấy, cổ thắt lại nha. Đây, con này em đo cho mọi người cùng xem nhá. Con này bản đuôi cũng tôm nhẹ nhẹ, cũng đẹp mọi người nhá. Đây mọi người. Em đo từ đây nhá mọi người nhá. Đâu nhỉ? Quay sát cái này. Đây. Đo từ đây mọi người nhá. Đó, ok. Đây. Một đuôi là 18-6 mọi người ơi. Một đuôi 18-6 và một đuôi 18-2 mọi người ơi. 18-2 nhá mọi người. 18-2 và 18-6 này. Đấy. 18-2 18-6 nhá. Đó, con này. Đó, con này là mã số 4 mọi người nha. Mã số 4, 18-2 và 18-6. Con này thì đẹp. Đuôi có tôm nhẹ mọi người nha. Đuôi tôm nhẹ. Chân của em nó thì là chân. Chân đây. Gần như chân hồng móng trắng rồi. Đó. Bản đuôi của em nó thì đây. Đó mọi người thấy không. Đẹp nha. Rồi con này em để giá cho mọi người là 450 mọi người nha. 450 em này. 18-2, 18-6 em này là mã số 4 mọi người nha. Rồi, tiếp đến là một em lửa mái. Con này là lửa mái đuôi gần 13 rồi. Đấy, gần 13 thì em sẽ bán giá cho mọi người giá mềm mềm nhé. Đó, đây em bắt con lửa mái ra cho mọi người. Một em lửa mái duy nhất. Ok, em sẽ bắt ra nhá. Đây nha mọi người, ok. Đây là một em lửa mái này. Đấy, đẹp chưa? Bản đuôi đây mọi người. Đấy, do nó cong, nó dựa vào cái thành nó cong xuống. Cong sang một bên, như con này là đuôi rất tôm cong mọi người nhá, đuôi cong tôm này. Đó, chim thì đẹp nhá mọi người, đây. Đó, ok này. Đấy, móng mỏ ok nhá, tay chân này. Đó, mắt đây mọi người. Đó, cánh đây mọi người nhá. Cánh màu phèn phèn nhá mọi người. Đó, bản đuôi hai đuôi đây mọi người. Rất đều đẹp nhá. Đó. Đó, lông nha. Ok. Con này để em đo mọi người nhá.
Đây nha mọi người nha, mình đo từ đây mọi người nha. Đấy, đo từ đây đo lên này. Đây mọi người. Đấy. Xích sắt gần 13 chưa mọi người? 12.8 nha mọi người nha. Cả hai bản đuôi đều là 12.8 luôn mọi người nha. Đây. Đó. Lên 12.8 nha. Đấy, cả hai đuôi luôn. Đó. Đấy nha mọi người. 18 nha. Rồi, con này gần như 13 rồi, thiếu 2 chấm nữa thôi. 2 chấm nữa là lên 13 nhé. Rồi con này em để giá cho mọi người là 450 mọi người ơi, 450 một em lửa mái đuôi gần 13. Đuôi 13 thì là em sẽ để giá là 600 mọi người nhé. Còn đuôi này nó thiếu đi mất 2 chấm thì em để 450 mọi người. 450 em lửa mái đuôi 12.8 nhá. Có một em lửa mái này, đuôi dài thôi. Đấy, ok. Rồi, xem tiếp đến còn em nào nữa. Đây, dưới này một em nữa này. Đây, một em đây nữa. Đó. Em này đuôi dài đây. Đây, để em bắt ra mọi người nhá. Ok. Rồi, ok. Mọi người, tiếp đến là một em nữa đây. Đuôi cũng khá dài và đuôi tôm con này thì đẹp đấy. Con này bản đuôi cũng tôm đẹp này. Đấy, đây mọi người nhá. Đây, bản đuôi của em nó đây. Đó mọi người. Nhưng mà con này thì bị so le một xíu đây mọi người ơi. So le một xíu đây này. Đây. Em thấy nó bản đuôi nó so le thì mình cứ đo xong là lúc sau là nó đuôi được bao nhiêu thì mình báo giá nhé mọi người nhá. Đấy, có so le nhẹ một xíu đây này mọi người. Đó, đuôi bản đuôi của em nó thì đẹp, con này thì cũng đẹp đấy. Rồi móng mỏ tay chân của em nó thì đây mọi người nhá. Đó. Này, bám bấu ok nhá. Đó, ok này. Đó. Ok này. Đó. Đó đẹp chưa? Mỏ mỏng mũi thông nhá. Đấy. Rất giữ chim nhá mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Mỏng mũi thông, đầu xà cổ thắt lên nhá. Giữ chim cực kỳ luôn. Đấy mọi người nhìn thấy không? Đẹp nhá, con này đẹp này. Đó, ok. Để em đo nhá. Đây nha mọi người nha, mình đo từ đây nha. Đấy, đo lên này. Đó. Cũng một đuôi 18 này. Và một đuôi 18 17. Con này so le hơi lệch hơi bị nhiều. Một đuôi 18 nha mọi người nha. Đây. Đó. Và đuôi 18 này. 18 6, 18 7 luôn. Đó. Cũng gần giống như con kia. Có một con. Đó. Cả hai con này, hai con này đuôi cũng đẹp như con lúc nãy, con này đuôi đẹp hơn xíu. Rồi con này cũng để giá cho mọi người là 450 luôn mọi người ơi. 450 nhá. Này. Đầu cổ thắt lại này, đó, rất là bé đẹp này, đuôi này. Đó, đẹp chưa mọi người? Đuôi rất đẹp nha mọi người nha. Con này đuôi tôm đẹp nha. Đó. Ok. Con này là con mã số 5 mọi người nha. Đấy. Mã số 5. Con này là 450 nha. Ok mọi người. Rồi, clip của em hôm nay thì chắc đến đây thôi mọi người ạ. À, không biết còn con nào nữa không nhỉ? Chắc hết rồi. Thôi, em xin tạm dừng clip ở đây nha mọi người nha. Mọi người mà kết được em nào thì cứ alo cho em nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em. Xin chào tất cả mọi người.